Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã liên tục kiểm tra, xử phạt các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh những tài xế nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh dừng xe và nộp phạt đầy đủ khi vi phạm thì vẫn còn một số tài xế ma men cố tình chống người thi hành công vụ, thậm chí hất cảnh sát giao thông lên nóc capo rồi bỏ chạy. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại top 3 vụ việc đã được camera ghi lại về hành vi hất cảnh sát giao thông lên nóc capo gây bức xúc trong dư luận vừa qua. Điểm lại top 3 vụ tài xế ma men hất cảnh sát giao thông lên nóc capo. 1. Tài xế Mini Cooper say xỉn hất cảnh sát giao thông lên nóc capo ở Hà Nội. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về trường hợp người điều khiển ô tô lạng lách hất cảnh sát giao thông lên nóc capo trên đường Trần Nhật Duật khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Đồng thời, danh tính thanh niên vi phạm nói trên được xác định là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1991 ở phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 35 phút ngày 26 tháng 2. Vào thời điểm trên, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trang dây, đặt cảnh báo mềm, kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật, phường Đông Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phát hiện ô tô nhãn hiệu Mini Cooper, biển kiểm soát 30E112.xx do Trung điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh, tiếp cận yêu cầu tài xế ô tô xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn, thì Trung bất ngờ tăng ga, lạng lách, lao vào tổ công tác. Rồi hất một cán bộ cảnh sát lên nắp capo bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được một đoạn khoảng 30 mét vòng qua Bùng Binh, từ đường Trần Nhật Duật hướng về đường Yên Phụ, lực lượng chức năng cùng quần chúng nhân dân đã dừng được chiếc xe ô tô đưa Trung về chốt kiểm tra. Lúc này, Nguyễn Đức Trung đã chấp hành đo nồng độ cồn cho kết quả là 0,126mg trên 1 lít khí thở. Toàn bộ quá trình vi phạm của Trung đã bị người dân quay clip ghi lại, đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Thông tin ban đầu, chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất lên nắp capo trước đó đã được đưa xuống an toàn, không bị thương. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông bước đầu lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và vi phạm nồng độ cồn đối với Nguyễn Đức Trung, đồng thời đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Đồng Xuân cùng đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý, làm rõ những hành vi gây bức xúc dư luận. 2. Hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi phóng đi như bay. Trước vụ việc tài xế Mini Cooper hất cảnh sát lên nóc capo vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Phúc cũng xảy ra một vụ việc chống người thi hành công vụ tương tự khi trốn kiểm tra nồng độ cồn. Cụ thể, vào chiều ngày 5 tháng 2, ông Cao Văn Lý, 65 tuổi, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 88A288XX trên đường D Sông Hồng hướng theo xã Tuân Chính đi cầu Vĩnh Thịnh. Đến thôn Hoàng Xá, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, ông Lý bị tổ cảnh sát giao thông công an huyện Vĩnh Tường yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn. Cảnh sát cho biết, khi đến gần tổ công tác, ông Lý điều khiển xe giảm tốc độ và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều về hướng xã Tuân Chính. Lúc này, ba cảnh sát chạy đến tiếp cận ô tô và yêu cầu lái xe đi theo đúng chiều lưu thông, chấp hành yêu cầu kiểm soát. Sau đó, ông Lý xuống xe và trình bày đang đi đến xã Vĩnh Thịnh nhưng bị nhầm đường. Nam tài xế sau đó đã lên xe, chốt cửa và tiếp tục điều khiển ô tô đi ngược chiều, tiến thẳng đến vị trí cảnh sát giao thông đang đứng. Lúc này, anh Nguyễn Danh Nam, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Vĩnh Tường, đang đứng phía trước đầu xe nên phải bám trên nắp capo để tránh va chạm gây thương tích. Tài xế sau đó đã bỏ chạy khoảng 2 km thì tiếp tục đâm vào xe máy do anh NCD, 37 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội điều khiển. Lúc này, tài xế không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển. Sau khoảng 100 mét, cảnh sát giao thông bị hất văng từ capo rơi xuống đường, chiếc xe tiếp tục được lái đi. Vụ việc khiến cho cảnh sát giao thông và tài xế xe máy bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Lý đã điều khiển ô tô đến công an huyện Vĩnh Tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm. Theo cơ quan công an, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Cao Văn Lý. Người này vi phạm ở mức 0,312mg trên 1 lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao. Mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100 NDCP là 0,4mg trên 1 lít khí thở. 3. Phó Giám đốc hất văng cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy. Cũng tại Vĩnh Phúc, vào cuối năm 2022, một vụ việc hất cảnh sát giao thông lên nắp capo cũng đã bị xử lý. Toàn bộ hành vi vi phạm đã được camera quay lại và đăng tải trên các trang mạng xã hội, khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc.
Theo tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ngày 25 tháng 12 năm 2022, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1975, trú tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc do hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. Người này hiện là phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Vĩnh Phúc. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022, tổ công tác kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Vĩnh Yên làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Để tránh ô tô, chiến sĩ này nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành, Hùng Vương mới chặn được chiếc ô tô dừng lại. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy lái xe Nguyễn Văn Lâm vi phạm ở mức 0,056mg trên 1 lít khí thở. Ô tô do ông Lâm điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Chứng kiến những hình ảnh không mấy đẹp mắt khi người làm nhiệm vụ là các cảnh sát giao thông phải treo leo, bám víu trên nắp capo của phương tiện, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ. Những hành vi này không chỉ gây đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của cảnh sát giao thông mà còn gây nguy hiểm cho cả những người cùng lưu thông khác. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần đưa ra quyết định xử lý thật nghiêm minh đối với những hành vi uống rượu bia lái xe và đặc biệt là cố tình chống đối, có hành vi nguy hiểm với người thi hành công vụ. Từ những vụ việc hất cảnh sát giao thông lên nóc capo vừa qua, có thể thấy lực lượng cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ở trong tình thế rất nguy hiểm, nếu không thận trọng sẽ bị thương tích, thậm chí mất mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong trường hợp này, cảnh sát giao thông cần có cách xử lý như thế nào? Đã đến lúc phải tăng thêm quyền cho lực lượng làm nhiệm vụ. Nói về những vụ việc hất cảnh sát giao thông lên nóc capo của các tài xế vi phạm nồng độ cồn, ông Lê Đình Hoàng, cán bộ hưu trí phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận định, việc lái xe điều khiển phương tiện tông trực diện vào cảnh sát giao thông chứng tỏ các đối tượng rất liều lĩnh và manh động. Không ít trong số đó đã sử dụng chất kích thích như là rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông, thậm chí vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên xe. Do vậy, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, các đối tượng này không những không chấp hành mà còn cố tình rồ ga, tăng tốc, đi ngược chiều, tìm cách để tẩu thoát. Để đấu tranh với loại tội phạm này, hạn chế những thương vong đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, cảnh sát giao thông phải được trang bị các kỹ năng cần thiết để khống chế phương tiện, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người tham gia giao thông khác. Theo ông Hoàng, cần trao thêm quyền cho cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ để họ chủ động xử lý những trường hợp người vi phạm quá khích, tấn công mình như cho phép cảnh sát giao thông được sử dụng các công cụ hỗ trợ như súng bắn điện, súng bắn đạn cao su hoặc roi điện để trấn áp, phòng vệ và khống chế đối tượng vi phạm. Khi thực hiện nhiệm vụ, cùng với cảnh sát giao thông, cần sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như cảnh sát 113, công an khu vực, công an xã, phường để xử lý người vi phạm khi có hành vi chống đối, gây rối. Để làm giảm tình trạng người vi phạm chống đối cảnh sát giao thông, lãnh đạo Bộ Công an đã có rất nhiều ý kiến chỉ đạo lực lượng thi hành nhiệm vụ. Ngoài việc bồi dưỡng thường xuyên kiến thức, trang bị thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì phải đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, khai thác sử dụng triệt để hệ thống xử lý nguội, giảm bớt số lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra đường tuần tra. Còn đối với các tài xế hất cảnh sát lên nắp capo, hành vi này sẽ phải đối diện với mức hình phạt nào? Theo luật sư Nguyễn Minh Long, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, trường hợp tông hất cảnh sát lên nóc capo là chống người thi hành công vụ, quy định rõ tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Người vi phạm có thể bị xử lý với khung hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm. Luật sư Long phân tích, việc khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ hay giết người trong những vụ việc như thế này thường dựa vào hành vi, ý chí và mối quan hệ nhân quả, tính chất mức độ của vụ việc đó như thế nào. Đối với trường hợp các tài xế đã lao ô tô thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, hất cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ lên nóc capo, thì những hành vi này không đơn thuần là không chấp hành hiệu lệnh nữa. Đó là hành vi chống người thi hành công vụ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất ổn định trật tự xã hội. Vì vậy, hành vi lao xe ô tô vào cảnh sát giao thông hoàn toàn có thể xử lý hình sự và cần phải xử lý hình sự theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Bên cạnh đó, nếu hành vi chống người thi hành công vụ, nếu gây thương tích hoặc làm cán bộ tử vong, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người. Sau hàng loạt vụ chống đối, đâm thẳng, hất tung cảnh sát giao thông lên nắp capo khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn diễn ra gần đây, nhiều người cho rằng cần trao thêm quyền cho cảnh sát giao thông để họ tự bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ. Cũng có những ý kiến cho rằng cần xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các tài xế này.
Suy cho cùng, để hạn chế được thực trạng xấu xí này, quan trọng nhất là ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành đúng luật giao thông đường bộ. Qua các vụ việc ma men hất cảnh sát giao thông lên nóc capo cho thấy tình trạng sử dụng rượu bia tham gia giao thông đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Không chỉ lái xe mất kiểm soát, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí có thể gây ra các vụ tai nạn thương tâm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngay sau khi các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, xử lý, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng để xử lý nghiêm, tạo tính răn đe cho những trường hợp tương tự. Bên cạnh đó, cũng hy vọng rằng mỗi người dân khi tham gia giao thông cần có ý thức bảo vệ mình và những người xung quanh bằng cách tuân thủ luật giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!